Nay em giới thiệu tiếp cho mọi người là con Nick Suzuki GSX bản S 150 biển số Sài Gòn 50740. Thì xe này đăng ký 2017 nha mọi người. Đăng ký 2017, em bán giá là 39.800.000, biển số Sài Gòn, một con Naked Suzuki. Xe lên cũng được ít đồ cơ bản thôi chứ không có lên có nhiều. Đó, xe này nhỏ gọn nha. Chạy nó lực nữa, nhỏ gọn chạy lực. Giá rẻ nha mọi người. Giá có 39.800.000 thôi. Một con xe Suzuki 150 phân khối biển Sài Gòn. Em có hỗ trợ đổi giao xe này kia luôn, có trợ góp cho mọi người luôn nha. Màu đỏ cực đẹp luôn, màu đỏ đen, dàn áo là còn đẹp long lanh hết. Đây, một con xe Naked cực đẹp luôn, chỉ có 39.800.000 thôi nha. Đó, xe mọi thứ là còn ok hết nè. Đầu đèn, chóa đèn này kia nè, có gắn thêm cái ốp này nha. Cái này cái ốp không biết để làm gì nhưng mà có gắn thêm, tại vì zin của nó là màu đen như thế này nè. Đó, trước là cặp phục ống lồng nha, ống lồng của Suzuki này kia nè, ống lồng về này kia là còn mọi thứ còn ok hết. Đĩa thẳng băng à, ốc tai áp sáng nè, ốc tai áp sáng, đĩa thẳng băng à nha mọi người, quá đẹp luôn, giá quá rẻ luôn, 39.800.000, quá hợp lý luôn, rẻ hơn cả chiếc ad mới hiện giờ nè. Mà máy thì nó mạnh nha, máy su thì nó mạnh. Đó, cục máy nè, quá đẹp luôn, không có gì để nói nữa, cục máy là ok hết nè. Thấy không, các chân này thì là còn đẹp long lanh nha mọi người. Đó, các chân là còn đẹp long lanh nè, heo bô bọng này kia là còn đẹp hết. Giá quá rẻ, 37.800.000 một con biển số Sài Gòn 150cc. Đây, dàn áo nha, dàn áo còn nguyên len keng nè, màu đen nè. Đó, có thêm chống đổ cái gì đó, cái lồng bảo vệ, bảo vệ miếng dán bảo vệ bình xăng với chống trượt nè. Yên này độn lên nha mọi người, có độn lên một chút xíu ra cho ngồi cho nó êm ái nè. Đó, chủ xe có độn lên cho ngồi êm ái hơn. Thấy không? Các chân là mọi thứ là còn đẹp hết. Biển số Sài Gòn, sang tên, hồ sơ này kia, rút hồ sơ đều đầy đủ hết nha. Đây, tem 150 đây. Đó, giờ nó quá đẹp luôn nha. Đây, cục sạc ốc tán này kia nè, thấy mọi người ốc tán này đẹp không? Đó, cốt bánh này kia là còn mọi thứ là còn đẹp hết. Em quay rõ thân tình cho mọi người xem nha, chờ xa tới nó đỡ hơn. Thấy không? Nắp treo này kia nè, đẹp long lanh luôn. Đó, nắp bình xăng này kia nè. Đó, đó, bình xăng nhỏ gọn nè, đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, miếng dán bình xăng nữa nè. Chìa khóa thì có thêm cái zin của nó thì có cái chống trộm ở đây, chống mở chìa khóa đó nha mọi người. Rồi, cùng bao tay này kia là còn đẹp long lanh. Đó, cùng ghi đông này kia là mọi thứ còn hoạt động ok hết nha, quá đẹp luôn. Rồi, bây giờ đem để máy thử cho mọi người nghe nha. Suzuki bản S 150 đăng ký 2017, giá là 39.800.000, quá đẹp. Rồi nha anh em, xe thì đẹp nè, bóng loáng, ốc tán sáng trưng. Thì em đã rửa full từ trong ra ngoài rồi. Thì anh em mua về thì không phải dọn rửa làm gì thêm nữa, là về chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Đừng có so sánh mấy cái xe cũ hay là xe mà hư thì kia, rồi anh em về sửa rồi rửa này kia còn tốn thêm tiền nữa nha. Rồi, thì bên em mua xe á thì có tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm với lại là bảo hành cho anh em. Thằng nhớ là nó bảo hiểm và bảo hành cho anh em nha. Đây, giờ cửa hàng em là địa chỉ là 59 Tô Hồng Vân nha, trung tâm của thành phố Thủ Đức. Anh em cứ gõ Google Maps thêm mô tô Thủ Đức ra. Đây, cửa hàng em rất chỉ là bự nha.
trạm xe lít Thiên Mã Tô Thủ Đức nha. Em có gọi là sao, hỗ trợ rồi quay đầu thi bằng lái này kia đầy đủ hết cho anh em luôn, có quẹt thẻ trả góp nè, rồi anh em nào có thẻ visa trả sau á thì mình quẹt được lãi 0%, rồi còn không có thẻ thì mình trả góp qua FEDIP thì cái đó thì hỗ trợ ít hơn, hỗ trợ có 40 triệu thôi. Thì tất cả các xe ở đây thì anh em đây xe rất nhiều nha, anh em mua xe thì tất cả xe hải quan hết, em không có xe thanh lý với xe giấy tờ hợp lệ nên mua bán hay là rút gốc này kia em hỗ trợ hết. Rồi anh em mà muốn ship xe tỉnh á thì chuyển khoản cọc cho em sẽ ship tận nơi cho anh em và Hàn Quốc nha, từ Hà Nội rồi tới Cà Mau này kia là cứ hú em chuyển khoản cọc và ok. Xe thì em quay như clip, không có sai sót, không có gọi là chỉnh sửa gì trên đó hết, hỗ trợ anh em thi bằng luôn nha. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ em, địa chỉ trên đó, à quên, số điện thoại là ở trên đó luôn. Hoặc anh em có thể xem khảo nhiều xe nữa trên Facebook của em hoặc là trên fanpage. Số điện thoại của em là 0937 201 290 và số thứ hai là 0924 700 900. Địa chỉ là 559 Tô Ngọc Vanh nha, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, mặt tiền luôn nha. Anh em đi Phạm Văn Đồng quẹo phải vô khoảng là 300m là thấy tiệm em thôi. Rồi xin chào anh em, anh em thấy hay thì cứ like cho em một phát để sau này có những cái xe khác em đăng lên anh em dễ xem.